anh em cứ nói cái dòng regenerative của mình là tự chế, là ghi bậy của cái dòng bết 3 mới đúng. Thì bây giờ mình sẽ chứng minh cho anh em coi, hiện tại mình đang set là 30 nha, và regen tối đa 30 nha, nhưng mà cái động cơ mình set thì chắc nó regen được khoảng chừng 20A thôi, để mình sẽ chỉnh xuống 10A cho các bạn xem là nó có phải là cái dòng giới hạn sạc ngược hay không. Đây, như các bạn thấy đây, đây là 30A ha. 30A, nó sạc ngược tối đa lại là 20A đúng không? Thì bây giờ á, mình sẽ chỉnh nó lại xuống 10 là các bạn sẽ thấy ngay thôi. Xuống 10 xong mình sẽ chạy test quay lại cho các bạn xem nha. Và cái vấn đề này là thật clear nhé, không thắc mắc, không có hỏi lại gì nữa hết á. Thường thì để đạt cái mức regen 20 đó mình phải chạy tầm 70 80 gì đó, mình phanh thì nó mới được, nó phải chạy ra ngoài tiếp. Này là mình chạy lên tới 83 cây số giờ rồi, mình sẽ nhấn cái nút phanh, cái nút màu đỏ đỏ đó, bạn thấy đó, chứ mình không có rà thắng. Thì để coi cái dòng regen lớn nhất bao nhiêu đó, các bạn thấy không, chỉ 10A thôi, thấy chưa. Đó các bạn thấy chưa, regen chỉ có 10 thôi nghe chưa. Giờ mình làm vòng test lại vòng nữa nè. Đoạn này là bắt đầu phanh nè, thấy không, đâu có lên được 10A đâu, đang chạy 80 ạ, phanh đó. Vậy là xong nhá, rõ ràng đây là regenerative nha, nhớ đặt cho nó phù hợp với ắc quy hoặc BMS của mình. Bye bye anh em.